Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng giao diện Flashsome. Lưu ý là trước khi xem tiếp video này, các bạn cần phải đảm bảo rằng là các bạn đã có tên miền hosting và đã cài được website quản trị cơ bản ha. Đây, trước khi mà xem tiếp video này thì các bạn phải đảm bảo với mình đó là các bạn đã mua được tên miền hosting và đã cài đặt được cái giao diện cơ bản giống như mình đây ha. Còn trường hợp mà những bạn nào mà chưa biết làm cái bước đầu tiên này thì các bạn vui lòng xem lại video hôm trước của mình nhé. Các bạn sẽ xem lại video đầu tiên, các bạn có thể lên Google gõ này cách hướng dẫn mua tên miền hosting Trần Gia Linh đi đó. Các bạn gõ cho mình cái từ khóa này thì sẽ ra cái video này của mình ha. Đây, kênh của mình đây, và đây là video hướng dẫn cách mua tên miền hosting và cài đặt WordPress. Tức là mình sẽ mua tên miền này, hosting và cài đặt cái website cơ bản như vậy ha. Thì đến cái bước này rồi thì bây giờ thì các bạn mới tiến hành cài đặt cái giao diện Flashsome và tiến hành tùy chỉnh cái giao diện đó ha. Đó, các bạn sẽ tìm cho mình cái video này ha, hoặc cái đường link video thì mình sẽ để dưới bình luận luôn, các bạn có thể nhấp vào xem. Còn những bạn nào mà đã có sẵn website rồi thì các bạn xem tiếp video này của mình. Đây là cái đâm Flashsome này. Flashsome là một cái giao diện có phí nhé. Giá gốc của nó là 59 đô này. Những bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể mua trực tiếp từ nhà cung cấp. Còn trường hợp nếu các bạn không có điều kiện, các bạn mua giá rẻ hơn thì các bạn có thể vào website của mình. Các bạn có thể vào website của mình và chọn mua ở trong này ha. Thì giá trong này rất là rẻ thôi. Hoặc các bạn có thể inbox qua Zalo của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua và cách cài đặt. Khi các bạn có giao diện Flashsome thì cái việc thiết kế giao diện sẽ rất là dễ dàng. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái tính năng cơ bản nhất để tạo ra một cái website hoàn chỉnh. Website chính của mình ở đây thì cũng sử dụng giao diện Flashsome. Đa số hiện nay người ta đều sử dụng giao diện Flashsome trong WordPress để thiết kế website. Đây cũng là giao diện làm bằng Flashsome. Đấy, thì từ cái giao diện này mình sẽ thiết kế thành những cái giao diện này. Cái đâm Flashsome nó giống như là cái khung, cái sườn để mình có thể thiết kế ra những cái giao diện. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ các cái tính năng. Còn trường hợp nếu mà video này thì mình sẽ làm thêm các video sau và mình sẽ gói vào trong một cái bộ danh sách phát để các bạn có thể theo dõi ha. Và khi nào mà làm xong video thì mình sẽ để cái đường link hướng dẫn, để cái đường link video tiếp theo ở dưới phần bình luận ha, các bạn có thể theo dõi nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào cái nội dung chính ha, là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể cài đặt giao diện Flashsome vào website các bạn ha. Rồi thì mình nhắc lại ha, nếu bạn nào mà chưa biết cách để cài đặt cái giao diện giống như ở đây thì các bạn sẽ xem lại cái video này cho mình. Đây. Đây, trong video này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra cái giao diện giống như bên này rồi ha. Đây. Đó, đến cái bước này rồi thì các bạn mới tiến hành làm theo hướng dẫn tiếp theo ở đây ha. Rồi, thì để mà cài đặt giao diện Flashsome các bạn sẽ vào cho mình cái phần quản trị WordPress nhé. Đây, truy cập vào quản trị WordPress. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái phần giao diện đây, nhấp vào giao diện, chọn phần giao diện, nhấp vào giao diện. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấp vào thêm mới nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào tải giao diện lên. Rồi nhấn vào choose file. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái... Khi các bạn mua giao diện thì người ta sẽ gửi cho bạn một cái file và có cái key nữa. Thì các bạn sẽ nhập cái file đó vào ha. Đây ha, khi các bạn mở cái file đó ra thì nó sẽ có cái phần Flashsome này. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó trong này có phần dump file này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là Flashsome 3.13.1 ha. Tải nó lên nhé. Rồi nhấn vào cài đặt này. Rồi đang giải nén tập tin, đang cài đặt chủ đề, cài đặt giao diện thành công. Khi mà nó hiện ra cài đặt giao diện thành công này thì các bạn sẽ nhấn vào kích hoạt cho mình. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào let go. Nhấn vào let go ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập cái mã token ha. Cái mã token này có nghĩa là cái key á, lúc các bạn mua thì người ta sẽ gửi cho các bạn ha. Thì các bạn sẽ mở cái mã token nó ra.
Các bạn sẽ copy ha, sau đó dán vào đây. Rồi nhấn vào confirm task này, nhớ vào đây ha. Sau đó là nhấn vào register. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào continue. Các bạn cứ làm theo các bước mình hướng dẫn ha. Rồi nhấn vào create. Đây, nhấp vào cái này. Rồi nhấn vào continue. Rồi, cài đặt cái này cho mình ha, nhấn vào continue. Cái này rất là cần thiết nên các bạn cài đặt vào ha. Các bạn đợi chút nhé, bước này nó cài đặt khá là lâu. Rồi tiếp theo ở cái bước này, các bạn lưu ý ha, ở cái bước install demo content. Content có nghĩa là những cái bài viết có sẵn, hoặc là những cái hình ảnh, hay là những cái chuyên mục có sẵn á. Thì cái này các bạn không cần phải cài đặt vào ha. Nếu các bạn cài đặt vào thì nó cũng dư thôi, nó cũng thừa thôi. Sau này các bạn cũng phải xóa đi, nó sẽ làm rối thêm, cho nên là các bạn cứ nhấp vào skip this step cho mình. Đây, cái phần này nhé. Nhấp vào skip this step. Đây, những cái bài viết có sẵn thì các bạn nên bỏ qua, đừng có nhập vào ha. Rồi, tiếp theo ở bước này thì các bạn sẽ nhấn vào continue cho mình. Rồi, nhấn vào agree and continue. Rồi, như vậy là đã xong rồi ha. Các bạn sẽ nhấp vào view do new website này. Nhấp vào cái này. Đó, thì đây là cái website các bạn ha. Nó sẽ không giống với cái demo bên này nhé. Đây, nó sẽ không giống hoàn toàn với demo đâu. Khi các bạn vào cái phần chỉnh sửa bên trong á, thì nó mới có các cái giao diện giống như đây. Thì các bạn mới lựa chọn ha. Rồi, thì như vậy là các bạn đã cài đặt xong cái giao diện Flashsome lên website các bạn rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành tùy biến ha. Đây thì mình sẽ giới thiệu qua về cái bố cục của cái website. Đầu tiên các bạn thấy này, ở trên cùng này, cái thân màu xanh xám xám ở trên này á, người ta gọi là cái phần top 3 ha. Đây là phần top 3. Tiếp theo ở dưới top 3 đó là cái phần menu và logo. Tiếp theo ở dưới này là cái phần trang chủ ha, cái phần chính của website các bạn á. Đó. Rồi, bên phải này, phía bên phải này là người ta gọi là sidebar, còn dưới cùng này người ta gọi là footer, có nghĩa là chân trang. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa từ trên xuống dưới ha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chỉnh sửa cho mình cái phần top 3 ở đây ha. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Một số bạn hỏi mình đó là cái thân đen đen ở trên này nghĩa là gì. Thì cái thân đen đen này á, khi các bạn vào cái quản trị website các bạn á, tức là các bạn có tài khoản thì các bạn mới thấy được cái thân đen đen này. Cái thân đen đen này dùng để chỉnh sửa website, các cái công cụ để chỉnh sửa website. Còn đối với khách hàng, người ta truy cập vào website các bạn á, thì người ta sẽ không thấy cái đen đen này. Người ta sẽ không thấy cái thân đen đen này ha. Đây, ví dụ như các bạn copy này. Các bạn bật tab ảnh dân ra này. Đó, thì nó sẽ không có cái công cụ để chỉnh sửa trên này đâu, mà nó chỉ có cái phần website của bạn thôi ha. Thì đầu tiên là để mà tùy biến cái phần ở trên cùng này á, phần top 3 á, các bạn sẽ thấy ở đây có cái công cụ tùy biến này, các bạn sẽ nhấp vào tùy biến. Rồi, tiếp theo ha, cái phần bên này là cái phần công cụ để mình chỉnh sửa, còn phần bên này là cái phần nó hiển thị ra bên ngoài á. Đây, thì để mà chỉnh sửa cái phần nào các bạn cứ tìm vào các cái mục ở bên này ha. Rồi, thì đầu tiên để mà chỉnh sửa cái phần top 3 này thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần header ha. Cái phần header này là bao gồm top 3 và cái menu này. Đó, thì khi nào các bạn chỉnh sửa phần top 3 hoặc là muốn chỉnh sửa menu thì các bạn sẽ vào cái phần header ở đây. Nhấp vào header. Khi các bạn nhấp vào cái header này thì nó sẽ hiện ra này. Nó sẽ hiện ra cái khung này ha. Cái khung này tương ứng với cái hiển thị ở trên này này. Ví dụ như đây, cái phần HTML này có nghĩa là cái dòng chữ ở đây này. Đây nó nằm bên trái ha, thì tương ứng nó nằm bên trái và nó nằm trên cùng. Đó, cái thân này nó nằm trên cùng. Đó, còn ở phía bên này là những cái phần này này. Size menu này, rồi new letter này, rồi các cái icon này thì nó sẽ nằm bên này. Đó, nó sẽ nằm kiểu như vậy ha. Rồi, tiếp theo cái phần logo này. Ở dưới cái phần top 3 là phần logo ha. Đây, logo là cái này. Đó, các bạn nhấp vào các bạn sẽ chỉnh sửa được. Rồi, tiếp theo là cái phần search icon. Search icon có nghĩa là cái công cụ tìm kiếm á. Đây, nó nằm ở đây. Tiếp theo là phần main menu. Đó, nó sẽ nằm ở đây. Và tiếp theo là account, tài khoản. Và cái giỏ hàng á, những bạn nào mà làm website mua hàng á, website bán hàng á, thì các bạn sẽ để cái card này lên để người ta mua hàng. Còn những cái bạn nào mà làm website tin tức á,
thì các bạn sẽ không để cái giỏ hàng ở trên này mà các bạn sẽ ấn nó đi ha. Rồi thì để mà chỉnh sửa cái phần trên này thì các bạn cứ nhấp vào các cái phần trên này thôi, nó tương ứng ở trên này này, thì các bạn cứ nhấp vào ví dụ HTML này, có nghĩa là cái dòng chữ ở đây á, thì các bạn sẽ nhấp vào đây rồi các bạn sẽ chỉnh sửa cái tên, cái tiêu đề của nó ha. Ví dụ website các bạn làm về chủ đề gì các bạn có thể ghi vào đây, ví dụ như website các bạn hướng dẫn kiếm tiền online chẳng hạn đó. Khi các bạn chỉnh sửa trong này, lưu ý là các bạn chỉ chỉnh sửa cái phần chữ thôi nhé, còn những cái phần mà code của nó thì các bạn đừng chỉnh sửa nhé, các bạn chỉ chỉnh sửa trong cái phần chữ thôi. Đây từ cái phần mũi tên này thôi này, từ cái phần dấu dấu bé và dấu lớn này thôi ha. Đó còn những cái phần trước này các bạn đừng có chỉnh sửa nhé, chỉnh sửa cái phần dòng chữ thôi. Rồi khi các bạn chỉnh sửa thì nó sẽ hiện ra trên này như vậy ha. Đó ví dụ các bạn ghi là website hướng dẫn gì đó, đó tùy các bạn ha. Website làm chủ đề gì các bạn có thể ghi vào, hoặc bên này các bạn có thể phần top 3 này, có nghĩa là cái menu của top 3, khi nào mà các bạn chỉnh sửa trong cái phần menu trong kia thì nó mới hiện ra ngoài này, nó mới hiện theo tiếng Việt ha. Rồi cái new letter có nghĩa là cái hộp thư email á, các bạn có thể để vào. Rồi tiếp theo là các cái icon của Facebook, YouTube, Instagram, các bạn có thể nhấp vào để chỉnh sửa. Và các bạn muốn chỉnh sửa cái phần nào các bạn cứ nhấp vào thôi. Ví dụ như các bạn có đường link Facebook này thì các bạn nhấp vào đây, sau đó bên này nó sẽ hiện ra các cái đường link để các bạn dán vào. Các bạn sẽ đặt link Facebook các bạn vào đây, rồi đặt link Twitter, Instagram, TikTok vân vân ha. Đó, các bạn copy đường link rồi dán vào đây thì khi mà người ta nhấp vào cái này nó sẽ ra cái đường link Facebook các bạn đó, ví dụ như vậy ha. Rồi còn trong trường hợp mà các bạn cảm thấy cái này nó rối không có cần thiết thì các bạn kéo xuống, các bạn sẽ kéo xuống như dưới cái thân cuối cùng này này, đây thân cuối cùng này ha, các bạn kéo xuống. Ví dụ như cái phần HTML này mình không thích cái dòng chữ này, mình không muốn để thì mình sẽ kéo xuống đó, mình sẽ kéo xuống, và các cái phần bên này cũng vậy, mình không thích thì mình kéo xuống rồi đó, mình không thích để thì mình kéo xuống thôi đó, thì nó sẽ mất luôn cái thân top bar trên này ha. Rồi tiếp theo là phần logo, sau khi bạn chỉnh sửa xong các bạn nhấn vào đăng nhé, sau khi chỉnh sửa phần nào xong các bạn nhấn vào đăng đó. Rồi tiếp theo cái phần logo này, ở dưới này các bạn thấy có phần logo, các bạn chỉnh sửa luôn cũng được, các bạn sẽ nhấp vào logo ở đây đó, thì nó sẽ hiện ra khung bên này để chỉnh sửa này. Thì đây là cái logo Flashsome, các bạn sẽ nhấp vào select email, tức là các bạn sẽ chọn một cái hình khác đó, rồi các bạn sẽ tải file lên ha, nhấp vào tải file. Rồi vì mình sẽ tải cái logo này lên chẳng hạn, đây mình demo ha. Rồi sau đó nhấn vào chọn này, đó thì nó sẽ thay thế giao diện cái logo Flashsome bằng cái logo này ha. Rồi sau đó bạn nhấn lưu lại ha, nhấn vào đăng thì nó sẽ lưu lại. Rồi đó là cái phần logo. Tiếp theo dưới này có cái phần là biểu tượng size. Biểu tượng size có nghĩa là cái phần cái icon ở trên này này, đây cái icon ở trên này. Nếu các bạn chọn cho nó một cái biểu tượng size thì khi mà khách hàng truy cập vào website của bạn, người ta sẽ thấy cái icon ở trên này. Còn nếu mà không ạ thì nó sẽ có cái biểu tượng là quả địa cầu ha. Đây ví dụ như cái website này đúng không? Đây mình sẽ ra bên ngoài cho bạn xem. Đây trên này này, trên này nó đang có cái biểu tượng là quả địa cầu này. Nếu các bạn chọn cho nó một cái biểu tượng size này thì nó sẽ, ở đây là mình chọn luôn cái logo, còn nếu các bạn thiết kế, các bạn sẽ thiết kế một cái icon ha, một cái biểu tượng size các bạn á. Rồi rồi nhấn vào đăng này, thì nếu các bạn load lại này, thì cái này nó sẽ thay bằng cái logo các bạn đó, đây ha. Rồi tiếp theo đó là cái phần logo, tiếp theo là cái phần menu và cái định dạng. Định dạng của cái menu này, định dạng của menu này nó có rất là nhiều kiểu ha. Đây ví dụ như website của mình này, thì cái phần menu này nó sẽ có định dạng như vậy. Còn ví dụ website này thì nó sẽ có cái kiểu như vậy ha. Mỗi website nó có một kiểu khác nhau. Đây, mỗi website nó có một kiểu khác nhau. Thì cái phần này các bạn có thể tùy biến nhé. Thì để mà tùy biến được cái phần đầu á, phần đầu website này á, thì các bạn sẽ nhấp vào mũi tên ở đây. Đó. Đây, các bạn sẽ vào lại cho mình cái phần header.
Trong này nó sẽ có phần preset này, nhấp vào preset thì nó có rất là nhiều cái định dạng ha. Ví dụ như định dạng logo phía bên trái này, rồi logo ở chính giữa này. Đây có thân công cụ tìm kiếm. Thì các bạn có thể tự chọn ha, tự tùy chỉnh ha. Thì ví dụ như khi mà mình nhấp vào cái này, nhấp vào cái đầu tiên này. Thì định dạng này nó giống định dạng cũ. Tiếp theo, cái định dạng này logo chính giữa. Đây logo chính giữa như vậy ha. Còn cái phần này là nó sẽ có cái màu nền. Đó. Tiếp theo cái này là nó sẽ có cái thân công cụ tìm kiếm ở đây. À, nó có thêm cái màu nền. Đó. Màu nền này các bạn có thể thay đổi ha. Thì tùy các bạn lựa chọn nhé. Ví dụ mình sẽ lựa chọn cái đầu tiên này giống như hồi nãy á. Đó, sau đó mình sẽ kéo cái phần top bar này xuống. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa tùy biến ha. Ví dụ như mình không thích cái phần cái icon tìm kiếm này, nó nằm ở bên này, thì mình sẽ cho nó qua bên này, cho nó qua bên trái ha. Thì những cái phần My Account, tức là tài khoản hoặc là card ở đây mình không cần á. Ví dụ mình đang làm trang tin tức mình không cần thì mình sẽ kéo nó xuống. Đây các bạn cứ kéo nó xuống dưới cùng nhé. Đó thì nó sẽ mất đi. Rồi cái sợi icon này kéo qua bên này. Đó thì nó sẽ nằm bên này ha. Các bạn cứ nhấn đăng trước cho mình ha. Sau đó để mà chỉnh sửa cái phần main menu này, có nghĩa là chỉnh sửa cái màu sắc của nó. Thì mình sẽ qua lại cái phần là đây, chọn header, rồi chọn header main. Đó, rồi các bạn kéo xuống như này. Cái phần background color các bạn có thể chọn cho nó một cái màu khác. Đó, cái màu background của cái menu đó. Hoặc không các bạn sẽ nhấp vào mặc định. Rồi tiếp theo cái size chữ ở đây này, các bạn có thể chọn cho nó là size M hoặc size L. Đấy thì nó sẽ to hơn. Đó, nó sẽ to hơn. Rồi tiếp theo cái màu chữ này, đúng không, màu chữ này. Đó, thì các bạn sẽ vào cái phần na color, các bạn sẽ chọn màu cho nó, như các bạn sẽ chọn màu đỏ chẳng hạn. Đó thì nó sẽ ra màu đỏ hoặc màu xanh. Đây mình sẽ chọn màu xanh đi. Đó, kiểu như vậy ha. Thì tùy bạn lựa chọn. Rồi tiếp theo cái phần now, now color hover. Hover có nghĩa là khi mà rê chuột vào đây này thì nó sẽ hiện ra màu gì. Ví dụ như rê chuột vào nó hiện ra màu đen chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn màu đen. Đây khi mà rê chuột vào này thì nó sẽ ra màu đen ha. Đó. Rồi thì tạm thời các bạn cứ lưu lại trước cho mình ha. Các bạn chọn màu cho nó, sau đó các bạn lưu lại. Rồi còn lát nữa thì mình sẽ chỉnh sửa cái phần menu thần tiếng Việt ha. Rồi ngoài ra các bạn có thể thêm các cái tính năng. Ví dụ như cao này, cao bao nhiêu này. Rồi now post này. Các bạn có thể kéo lên kéo xuống để tùy chỉnh nó nhé. Đây, tùy chỉnh theo ý thích các bạn. Các bạn có thể tự tùy chỉnh nhé. Tùy chỉnh sao cho nó phù hợp là được. Đó. Rồi sau khi chỉnh sửa xong các bạn nhấn vào đăng. Rồi tiếp theo tắt cái này đi. Nhấn vào dấu nhân để tắt nó đi ha. Cái chữ ở đây là chữ in hoa. Các bạn muốn để in thường các bạn nhấp vào tùy biến này. Rồi vào lại cái phần header nhé. Header này, chọn cho mình cái phần header main. Ở đây có cái phần là các bạn kéo xuống, các bạn kéo tới cái phần uppercase, có nghĩa là chữ in hoa. Các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ ra chữ in thường. Đấy. Rồi tắt cái này đi. Rồi tắt ra ngoài ha. Và cái cỡ chữ này các bạn thấy nó hơi nhỏ, tí nữa mình sẽ tùy chỉnh sau. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho nó các cái menu tiếng Việt ha. Thì để mà tạo menu tiếng Việt là các bạn sẽ vào cho mình quản trị website. Thì thông thường một cái website nó sẽ bao gồm là trang chủ này, rồi các cái chuyên mục và các cái danh mục sản phẩm nếu các bạn bán hàng. Trang chủ có nghĩa là khi mà khách hàng vào cái tên miền thì nó sẽ hiện ra cái trang này đầu tiên, thì gọi là trang chủ ha. Đó, cái trang chủ này thì các bạn có thể để cái phần giới thiệu về website hoặc là để các cái chuyên mục ở trong này đều được. Đó, còn cái phần mà chuyên mục á, chuyên mục thì nó lại khác nhá. Chuyên mục thì nó sẽ chỉ bao gồm các cái bài viết thôi. Đây ví dụ như khi mà mình nhấp vào cái phần chuyên mục tin tức này,
thì nó sẽ hiện ra các cái bài viết ha, nó chỉ hiện ra các bài viết thôi. Còn đối với các cái trang này, ở trên một website các bạn có thể tạo nhiều trang hoặc là tạo nhiều chuyên mục thì tùy các bạn lựa chọn, tùy cái mục đích các bạn ha. Ví dụ như cái phần app kiếm tiền online này cũng là một cái trang có nghĩa là mình sẽ nó sẽ dàn từ trên xuống dưới các cái thông tin để người ta có thể tìm hiểu. Còn cái phần tin tức, cái phần chuyên mục á, thì nó sẽ bao gồm nhiều bài viết trong này, nó sẽ show ra rất là nhiều bài viết ha. Đây là cái trang, trang thì các bạn có thể thiết kế nhiều cái định dạng khác nhau. Còn cái phần tin tức, phần chuyên mục á, thì nó chỉ gồm những bài viết thôi. Đây, những bài viết nó nằm ở đây ha. Còn đối với những bạn nào mà có cái phần sản phẩm á, tức là những bạn nào bán hàng á, thì khi mà các bạn thiết kế menu, các bạn sẽ tạo cho nó một cái danh mục sản phẩm ở đây. Thì khi mà người ta nhấp vào sản phẩm thì nó sẽ hiện ra tất cả những sản phẩm ở trong này để người ta có thể lựa chọn ha. Đây giống như một cái website khác của mình đi. Đây, nếu các bạn bán hàng thì các bạn có thể tạo ra danh mục những sản phẩm ở đây. Các bạn sẽ show ra những cái sản phẩm để mà cho người ta lựa chọn ha. Thì đó là cái phần danh mục sản phẩm. Còn đối với những website này thì chủ yếu là làm về mảng tin tức, cho nên là nó chỉ bao gồm các cái bài viết thôi. Bài viết thì nó sẽ nằm trong các chuyên mục, còn sản phẩm thì nó sẽ nằm trong danh mục. Thì đối với website này thì mình sẽ tạo cho nó các cái trang, bao gồm là trang chủ, trang giới thiệu và trang liên hệ. Thì để mà tạo trang, các bạn sẽ vào cái công cụ của WordPress, các bạn sẽ thấy ở đây có phần trang, các bạn sẽ nhấp vào thêm trang mới. Rồi các bạn sẽ ghi cho mình là trang chủ nhé. Ở đây lưu ý là đây là cái giao diện mới của WordPress, cho nên là nó sẽ không có các cái công cụ chỉnh sửa giống như bên Word có. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể đưa nó về cái định dạng cũ để các bạn có thể dễ soạn thảo hơn. Thì tạm thời các bạn sẽ ghi cho mình là trang chủ đi. Trang chủ. Rồi các bạn sẽ nhấn vào đăng ở đây, nhấn vào đăng một lần này, rồi nhấn vào đăng một lần nữa. Đó, đăng hai lần ha. Rồi sau đó vào lại WordPress này. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hai cái plugin này để các bạn có thể soạn thảo dễ hơn. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần là plugin này, rồi nhấp vào cài mới. Rồi ở đây các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là Classic. Classic. Đây, khi mà gõ từ khóa Classic này thì nó sẽ hiện ra cái plugin này, các bạn sẽ nhấp vào cài đặt cho mình. Rồi nhấp vào kích hoạt này. Rồi, như vậy là nó đã kích hoạt cái plugin này rồi. Tiếp theo các bạn sẽ cài cho mình một cái plugin nữa. Đó là cái plugin. Những bạn nào mà đã cài hai plugin này rồi thì không cần cài nữa đâu nhé. Plugin là Advanced. Không phải cái này rồi. Các bạn sẽ cài cho mình, các bạn gõ lại cái từ khóa hồi nãy, Classic. Tại vì cái plugin đó nó đi kèm với plugin này này, thì các bạn gõ cho mình là Classic. Rồi kéo xuống như này nó sẽ có cái đây, Advanced Editor Tool này. Các bạn cài luôn cho mình cái plugin này. Thì khi các bạn soạn thảo thì nó sẽ đầy đủ tính năng hơn á. Rồi nhấn vào kích hoạt luôn. Đó, thì ví dụ khi bạn vào lại cái phần trang này thì cái phần soạn thảo nó sẽ đầy đủ tính năng hơn này. Rồi các bạn có thể tạo một cái trang liên hệ chẳng hạn, rồi nhấn vào đăng lên. Rồi tiếp theo các bạn có thể chọn cho mình thêm một cái trang khác, đó là trang giới thiệu. Một website các bạn có thể tạo nhiều trang, nhiều chuyên mục và nhiều danh mục ha. Rồi nhấn vào đăng. Rồi như vậy là mình đã có ba cái trang rồi. Lát nữa mình sẽ đưa ra ngoài trang chủ. Tiếp theo các bạn sẽ tạo cho nó các cái chuyên mục. Ví dụ như là nếu bạn làm về tin tức thì bạn có thể tạo cho nó là chuyên mục về tin tức này, hoặc chuyên mục về làm đẹp này, tức là trong đó nó sẽ bao gồm nhiều bài viết. Đó, thì bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái chuyên mục tin tức nhé. Các bạn sẽ thấy ở đây có phần bài viết. Trong bài viết này nó sẽ có phần chuyên mục, các bạn sẽ nhấp vào chuyên mục.
Rồi các bạn sẽ ghi cho mình là tin tức chẳng hạn. Rồi nhấn vào thêm chuyên mục. Rồi trong trường hợp các bạn bán hàng đi, các bạn bán hàng thì các bạn sẽ vào cái phần sản phẩm này. Trong này có cái phần danh mục này, các bạn sẽ tạo cho nó danh mục. Rồi danh mục ví dụ như sản phẩm đi. Tức là các bạn sẽ để các cái sản phẩm trong cái danh mục này. Đó, ví dụ như vậy ha. Nhấn vào thêm danh mục mới nhé. Rồi như vậy là hồi nãy mình đã tạo ba cái trang, một chuyên mục và một danh mục ha. Thì bây giờ mình sẽ đưa nó ra trang chủ nhé. Hiện tại ngoài trang chủ nó chưa có gì hết ha. Nó vẫn là cái giao diện, nó vẫn là cái menu tiếng Anh của Flashsome. Thì bạn để mà tạo menu các bạn sẽ vào cho mình cái phần là giao diện này. Đây. Vào giao diện, trong giao diện nó có menu, các bạn sẽ nhấp vào menu. Rồi, ở cái phần này các bạn sẽ điền cho mình cái tên menu, các bạn muốn đặt tên menu là gì các bạn điền vào. Cái tên menu này nó không có hiện ra bên ngoài đâu nhé. Nó để phân biệt thôi. Các bạn ghi cho mình là menu chính chẳng hạn. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấp thấy ở đây có phần thiết lập menu, các bạn sẽ chọn cho mình là main menu và main menu mobile. Rồi nhấn vào tạo trình đơn. Tiếp theo ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy bên này. Tiếp theo các bạn sẽ thấy bên này nó có các cái phần ha. Hồi nãy mình có thêm vào đó là phần giới thiệu này, liên hệ trang chủ. Đây là cái phần trang. Còn dưới này là cái phần bài viết chuyên mục. Đấy, thì bạn muốn đưa những cái nào ra ngoài trang chủ thì bạn sẽ thêm vào. Đây ví dụ như đây mình sẽ nhận thấy phần trang này. Trường hợp ở bên này không thấy thì bạn sẽ nhấp vào xem tất cả nhé. Thì nó sẽ nằm hết ở bên này. Đó. Đây ví dụ như ở đây có sẵn rồi thì mình sẽ chọn luôn. À, hồi nãy là mình tạo trang giới thiệu, trang liên hệ, trang chủ này. Đó, rồi nhấn vào thêm vào menu. Đó thì nó sẽ thêm vào menu này. Tiếp theo cái phần chuyên mục hồi nãy là mình có để một cái chuyên mục tin tức đúng không? Thì bạn sẽ cho nó vào thêm vào menu nhé. Đó. Rồi tiếp theo hồi nãy mình có tạo một cái danh mục sản phẩm đúng không? Nhưng mà ở đây các bạn không thấy có cái danh mục thì bạn sẽ lên trên này này. Nhấp vào cái phần tùy chọn hiển thị ở đây. Các bạn sẽ thêm cho nó danh mục sản phẩm này, tích vào cái này. Thì ở dưới này nó sẽ có danh mục sản phẩm. Đó, các bạn chọn cho nó này, xem tất cả nhé. Rồi nhấn vào sản phẩm, rồi thêm vào menu. Rồi sau khi thêm vào rồi nhấn vào luôn menu này. Rồi sau đó các bạn sẽ thoát ra bên này, các bạn bắt lại này. Đó thì nó sẽ hiện ra các cái menu, các cái menu hồi nãy các bạn tạo á. Đó. Rồi. À, trong trường hợp mà các bạn thấy cái bên này nó cái trang chủ nó phải nằm ở trên này á, nó phải nằm đầu tiên thì bạn sẽ kéo nó lên ha. Ví dụ như các bạn kéo này lên thì trang chủ nó sẽ nằm đầu tiên, giới thiệu cho nằm dưới, liên hệ cho nằm ở dưới, kéo xuống. Đó, rồi nhấn vào luôn menu. Thì ra này load lại thì trang chủ nó sẽ nằm trên cùng. Trong trường hợp các bạn muốn để cái phần liên hệ vào trong cái phần giới thiệu ha, tức là cái liên hệ là cái mục con của cái mục giới thiệu á, thì các bạn chỉ cần vào trong phần menu rồi kéo cái này qua. Đó thì nó sẽ là mục con, hoặc các bạn có thể tạo thêm nhiều cái danh mục, các cái chuyên mục rồi các bạn kéo nó qua ha, thì nó sẽ nằm như vậy. Đó, lát lại này thì cái phần liên hệ nó sẽ nằm trong cái mục giới thiệu ha. Rồi đây mình sẽ để nó lại bình thường đi. Rồi tiếp theo ở ngoài này các bạn thấy cái chữ nó hơi nhỏ đúng không? Thì các bạn có thể chọn cho nó cái cỡ chữ to hơn. Thì để mà chỉnh sửa cái menu này các bạn sẽ vào cho mình cái phần tùy biến. Rồi các bạn vào cho mình cái phần header. Rồi chọn cho mình header main. Rồi kéo xuống cái phần cỡ chữ ha. Đây, navel size này. Có nghĩa là cỡ chữ ở đây nó hơi nhỏ đúng không? Các bạn có thể chọn cho nó XL, rồi cái độ rộng của nó này, khoảng cách của nó các bạn có thể chọn cho nó size XL chẳng hạn. Đây thì nó sẽ dàn đều hơn. Đó. Rồi, nó sẽ to hơn rồi đúng không? Các bạn có thể tạo thêm nhiều chuyên mục ở bên này thì nó sẽ dàn ra ha. Rồi sau đó tắt nó đi. Đó thì nó sẽ nằm như vậy. Hoặc cái phần logo này các bạn thấy nó nằm nó hơi nhỏ đúng không?
Đây, các bạn sẽ vào cho mình cái phần logo này. Các bạn kéo tới cái phần logo container width. Và các bạn muốn kéo cái này nó khoảng cách nó khác hơn chút đó, nó to hơn hoặc nó nhỏ hơn chút, thì các bạn kéo cái phần logo container width này kéo ra, thì cái menu nó sẽ dàn ra bên này ha. Đó, cái logo nó sẽ to hơn một chút và nó sẽ là dàn ra. Đó, thì tùy các bạn cân chỉnh nhé. Rồi nhấn vào đăng này. Rồi tắt cái này đi. Đó. Rồi, tiếp theo. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để khi mà khách hàng vào cái tên mình các bạn ạ, thì người ta sẽ nhìn thấy cái trang chủ này đầu tiên. Đây thì để mà cài đặt như vậy á. Đây giống như website của mình là khi mà người ta vào website của mình đầu tiên á, thì người ta sẽ thấy cái phần trang chủ này. Thì mình sẽ show hết tất cả những cái quan trọng vào trong cái trang chủ này. Để mà cài đặt trang chủ làm cái trang chính á, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt ở đây, rồi vào cái phần tổng quan. Rồi. À, sau đây các bạn nhé, các bạn sẽ vào cho mình cái phần là đọc này. Rồi, ở trong cái phần là bố cục trang chủ này, hiện tại nó đang chọn là bài viết mới. Có nghĩa là khi mà mình viết bài thì nó tự động hiện ra, tuy nhiên mình không làm như vậy, mà mình muốn tùy chỉnh cho nó. Tức là khi mà khách hàng vào đây thì nó sẽ vào trang chủ đầu tiên, để lát nữa mình sẽ tùy chỉnh cái trang chủ này. Thì các bạn sẽ chọn cho mình một trang tĩnh, sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là trang chủ đây. Trang chủ có nghĩa là cái trang chủ ở đây á. Hoặc không, các bạn có thể chọn trang khác tùy các bạn thôi. Tuy nhiên thì đa số là mình sẽ chọn trang chủ ha. Đó, ví dụ các bạn chọn trang giới thiệu làm cái trang đầu tiên khi mà khách hàng vào thì chọn là giới thiệu. Đó, ví dụ như vậy. Rồi đây mình sẽ chọn trang chủ, rồi nhấn vào lưu thay đổi. Rồi thì sau này khi mà khách hàng vào cái website các bạn đầu tiên á, thì người ta sẽ thấy cái phần trang chủ này. Tuy nhiên trang chủ này chưa có gì hết. Rồi tiếp theo mình sẽ tùy chỉnh cái phần trang chủ này luôn. Thì để mà tùy chỉnh cái trang chủ này á, thì các bạn chỉ cần nhấp vào cái phần sửa trang đây và chọn lấy width width border. Những cái phần nào mà là trang á, thì nó mới có cái phần sửa trang đây. Còn những cái phần mà tin tức á, hay là những cái phần chuyên mục danh mục thì nó sẽ không có phần chỉnh sửa trang nhé. Đây các bạn để ý nhé. Tin tức thì nó chỉ bao gồm bài viết thôi. Khi bạn đăng bài và chọn cái mục tin tức thì nó sẽ tự động hiện các cái bài viết ở đây. Còn đối với trang chủ thì khác. Trang chủ thì nó sẽ có cái phần sửa trang này, các bạn lưu ý ha. Thì để mà chỉnh sửa phần trang chủ này, các bạn sẽ nhấp vào sửa trang, rê chuột vào sửa trang, sau đó ở đây có phần edit width width border, các bạn sẽ nhấp chuột vào. Rồi thì mặc định trong cái phần này nó sẽ có cái phần WordPress W content block, thì các bạn xóa cái này đi, nhấp vào cái này. Sau đó ở đây có cái phần bấm răng này, các bạn sẽ nhấp chuột vào, các bạn nhấn vào delete nó đi. Rồi thì khi mà vào đây rồi ạ, thì các bạn sẽ có hai cái lựa chọn. Một đó là các bạn sẽ tự thiết kế, và hai là các bạn sẽ dựa theo những cái các bạn sẽ lựa chọn những cái định dạng, những cái website, những cái mẫu có sẵn ở đây. Ví dụ cái mẫu này là nó tương tự cái mẫu demo ở đây này. Đó, ở trên này là cái phần banner, ở dưới này là các cái lựa chọn, các hình ảnh này, rồi đây là các cái sản phẩm ha. Đây các cái sản phẩm, rồi free ship miễn phí này gì đó thì các bạn lựa chọn. Rồi đây là đánh giá khách hàng, rồi đây là các cái bài viết mới nhất này, và đây là các cái chuyên mục, rồi đây là phần chân trang. Chân trang thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn. Thì ví dụ các bạn muốn lựa chọn cái mẫu tương tự như vậy á, thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ lựa chọn này. Đây nó có rất là nhiều mẫu ha. Ví dụ các bạn sẽ chọn mẫu này đi. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái mẫu tương tự giống như ngoài này ha. Thì các bạn sẽ đăng hình rồi chỉnh sửa thôi. Đây ví dụ như các bạn muốn đăng hình cho nó nhá, thì các bạn nhấp vào cái phần để chuột vào cái phần cái khung hình này á, thì nó sẽ hiện ra cái phần là hình nền ha. Thì các bạn sẽ tải hình nền lên. Đây mình sẽ tải hình nền lên này, nhấp vào tải. Đây mình sẽ chọn đại nhá, thì mình sẽ chọn cái này đi, rồi nhấn vào sử dụng hình này, thì nó sẽ ra hình nền như vậy ha. Đó, dù các bạn mà bán thời trang thì bạn sẽ tải hình quần áo lên, bán mỹ phẩm thì bạn sẽ tải hình mỹ phẩm lên, thì tùy các bạn lựa chọn. Rồi tiếp theo các cái chữ ở đây thì các bạn cứ nhấp vào để chỉnh sửa thôi. Đây nhấp vào này,
Ví dụ như là mình demo thôi nhé. Thời trang, các bạn ghi gì đó tùy các bạn. Rồi, các bạn có thể chỉnh sửa cái màu sắc này. Ví dụ các bạn không thích màu đen, các bạn sẽ không thích màu trắng chọn màu đen. Không thích màu đen thì chọn màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó tùy các bạn lựa chọn. Rồi cỡ chữ này các bạn có thể cho nó to hơn. Đây. To hơn hoặc là nhỏ hơn. Đó. Tiếp theo là cái phần font chữ này. Không thích font chữ đó thì chọn font này. Đó, chọn font khác. Đấy. Thì nó sẽ ra ngoài này như vậy ha. Rồi. Các bạn sẽ tự chỉnh sửa nhé. Ví dụ cái phần này, các bạn muốn chỉnh sửa phần nào thì bạn nhấp vào thôi. Rồi ghi là giảm giá gì đó. Đấy. À, còn không, trường hợp các bạn không thích đó, thì bạn có thể nhấp vào để xóa đi. Các bạn muốn xóa phần nào thì các bạn sẽ nhấp vào đây này. Rồi nó sẽ có phần test, các bạn xóa đi. Delete. Đó thì nó sẽ mất đi ha. À, cái này cũng vậy, không thích thì nhấp vào delete này. Nhấp vào cái khung này ha, nó sẽ có các cái khung này. Các bạn không thích cái nào các bạn sẽ nhấp vào. Nhấp vào cái khung này, sau đó nó sẽ có phần bấm răng ở đây. Các bạn sẽ nhấp vào ở đây nó có phần delete, các bạn xóa đi. Đó thì nó sẽ mất đi ha. Rồi tiếp theo các cái mục dưới này, ví dụ như đây là cái phần box button này, button có nghĩa là một cái nút bấm á. Đó, ví dụ các bạn muốn sửa tên cái này thành là mua ngay chẳng hạn thì ghi vào đây này. Khi các bạn nhấp vào thì bên này nó sẽ hiện ra khung để chỉnh sửa nhé. Thì các bạn sẽ chỉnh sửa bên này. Ví dụ ghi là mua ngay. Sau đó các bạn muốn khi mà khách hàng nhấp vào cái mua ngay này nó đến đâu á, nó sẽ tới cái mục nào thì các bạn sẽ kéo xuống như này. Ở trong này nó cũng có cái định dạng nhé, ví dụ như là chữ in hoa, in thường đấy. Đây, chữ in hoa này. Tiếp theo màu sắc này. Chọn màu secondary. Secondary có nghĩa là cái màu màu cam cam này. Alert là màu đỏ. Đấy. Rồi white là màu trắng. Rồi outline các bạn có thể chọn cho nó là simple. Đây. Hoặc là say. Hoặc là bevel, vân vân, tùy bạn lựa chọn. Chọn outline đi. Rồi tiếp theo để mà để cái đường link vào đây, tức là khi mà khách hàng nhấp vào đây thì nó sẽ đi đâu á, thì các bạn kéo xuống dưới cùng, các bạn sẽ thấy ở đây có phần liên kết, các bạn sẽ dán cái đường link nó vào. Ví dụ khi mà khách hàng nhấp vào đây nó hiện ra cái trang nào đó, ví dụ trang này đi, thì các bạn copy đường link vào, sau đó dán vào đây. Rồi mục tiêu là same window, có nghĩa là nó sẽ nhảy trong cái trang này luôn hay là nó sẽ mở ra một cái tab khác thì các bạn lựa chọn. Mở một tab khác thì chọn là New Window. Khi mà nhấp vào đây thì nó sẽ nhảy ra cái tab bên này. Rồi nhấn vào Apply. Đó. Rồi tiếp theo cái phần dưới này này. Mình ví dụ như các bạn bán thời trang đi. Thì các bạn ghi là, các bạn nhấp chuột vào, các bạn ghi là đầm váy chẳng hạn. Đầm váy. Rồi chọn cho nó màu sắc kích cỡ ha. Hoặc bên này là ghi là giày dép chẳng hạn đi. Đây mình demo thôi nhé. Giày dép. Đó. Rồi chỉnh sửa cho nó. Rồi cái này cũng vậy, chỉnh sửa cho nó rồi nhấp vào banner để thay hình đó. Giống như ngoài này này. Đây, nó sẽ có các cái hình ảnh khác nhau. Thì các bạn cũng thay hình cho nó, ví dụ như nhấp vào đây. Rồi tải file lên. Rồi chọn cho nó một cái hình khác. Đây, ví dụ mình sẽ không có hình, mình chọn hình này đi. Đây. Mình demo thử cho bạn xem. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái hình ở phía sau như vậy ha. Rồi nhấn apply. Cái phần weekly feature product, cái phần này có nghĩa là những cái sản phẩm mà các bạn muốn show ra cho khách hàng xem á. Các bạn có thể nhấp vào để đổi tên. Đây, tiêu đề này, nhấp vào cái phần tiêu đề để đổi tên này. Các bạn có thể đổi tên cho nó, ví dụ là sản phẩm mới nhất. Mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách nhé. Một là các bạn sẽ dựa trên những cái mẫu có sẵn, và hai là các bạn có thể tự thiết kế ha. Thì đầu tiên là dựa trên những mẫu có sẵn thì bạn có thể tự chỉnh sửa nhé. Đây, ví dụ sản phẩm mới hoặc là sản phẩm hot gì đó thì tùy các bạn. Sau đó bạn nhấn apply. Rồi best selling product có nghĩa là cái sản phẩm bán chạy nhất đó. Sản phẩm bán chạy nhất ha. Đó, ví dụ như vậy. Tiếp theo round out category có nghĩa là những cái chuyên mục á. Đây, ví dụ như đây là những cái chuyên mục á, thì các bạn có thể đổi tên cho nó, hoặc trong trường hợp các bạn không thích thì các bạn có thể nhấp vào để xóa đi, thì tùy các bạn chỉnh sửa theo tiếng Việt.
Rồi cái phần này là cái phần tại sao lựa chọn chúng tôi ha, ví dụ như là free ship miễn phí hay là gì đó, giống như bên này này. Đây, free ship miễn phí này. Thì các bạn có thể nhấp vào để chỉnh sửa ha. Ví dụ như là shipping on gì đó thì các bạn chỉnh sửa nó này, tiêu đề này. Giao hàng miễn phí. Tức là các bạn đưa ra những cái lợi ích khi các bạn mua sắm ở đây á, mua sắm ở trên website á. Đó, thì tiếp theo các bạn sẽ chỉnh sửa như này, nhấp vào, cứ nhấp vào là chỉnh sửa thôi ha. Đó. Ở đây là cái phần đánh giá của khách hàng á, đánh giá khách hàng, ví dụ như đây là tên khách hàng này, đây ví dụ các bạn cứ nhấp vào thôi, Lucy Anderson này, có nghĩa là ví dụ như là Thùy, đó ví dụ như các bạn sẽ chỉnh sửa lại tên tiếng Việt, rồi Facebook các bạn có ghi là ở Hà Nội chẳng hạn đó. Rồi cái phần đánh giá này các bạn có thể nhấp vào để chỉnh sửa ha. Đây, tôi rất hài lòng, khi mua sắm. Đây đấy, thì tùy các bạn ghi. Rồi nhấn apply. Đó. Rồi, ở đây có cái slide này, nhấp qua thì nó sẽ hiện ra các cái đánh giá khác thì các bạn có thể chỉnh sửa ha. Đấy. Rồi, latest new có nghĩa là tin tức mới á, nhấp vào để chỉnh sửa nhá, như tin tức mới này. Đó. Rồi khi các bạn viết bài những cái viết khi các bạn viết những bài mới thì nó sẽ hiện ra ở đây. Đó, thì đó là cách để bạn có thể chỉnh sửa. Còn dưới này là phần chân trang thì bạn sẽ không sửa trong này mà các bạn sẽ ra cái phần tùy biến đó. Thì đó là cách để các bạn có thể lấy những cái mẫu có sẵn của Flatsome để có thể tùy chỉnh thành cái giao diện của mình. Đây ví dụ phần sản phẩm mới này, khi bạn đăng bài này thì nó sẽ hiện ra đây. Mình sẽ vào WordPress ha. Khi mà đăng sản phẩm các bạn sẽ vào cái mục sản phẩm ở đây, rồi thêm mới này. Đây mình sẽ demo thử nhé. Đây mình sẽ demo ha, mình sẽ ghi là nước hoa. Đó, ví dụ như ghi gì đó tùy bạn. Rồi nhấn vào đăng lên. À, ở đây mình chưa chọn cho nó cái danh mục nhé, ví dụ như hồi nãy các bạn để cho nó danh mục là sản phẩm đấy, các bạn sẽ chọn cho nó danh mục sản phẩm ha. Rồi cái phần category này tắt nó đi. À, các bạn sẽ để cho nó cái giá ha, ví dụ như giá này đi. Ví dụ giá bán thường là một đây, giá bán thường là 580. Còn giá khuyến mãi ví dụ như bạn ghi là 239 thôi chẳng hạn, đó ví dụ như vậy. Rồi cho nó một cái hình hình đại diện nhé. Đây hình đại diện các bạn sẽ nhấp vào phần thiết lập ảnh sản phẩm này. Rồi tải cho nó một cái hình. Đây mình sẽ chọn chọn đại hình này đi. Đây. Rồi nhấn vào thêm sản phẩm. Rồi sau đó các bạn cập nhật. Rồi. Rồi, mình sẽ nhấn update này. Các bạn có thể thoát ra lại để xem cái website của bạn này. Đó. Thì khi mà các bạn thêm sản phẩm này thì nó sẽ vào cái mục sản phẩm bán chạy nhất này. Còn cái phần sản phẩm mới này nó chưa hiện ra đúng không? Thì các bạn có thể vào cái phần Edit with Border. Rồi các bạn sẽ rê chuột vào dưới này ha. Thì ở dưới này nó sẽ có cái mũi tên này. Các bạn sẽ sau đây các bạn nó sẽ có dấu cộng ha. Các bạn muốn để những cái sản phẩm vào giữa cái vào trong cái mục sản phẩm mới này á thì bạn sẽ nhấp vào dấu cộng ở đây. Sau đó ở bên này nó sẽ có cái phần là product. Ở đây mình giới thiệu qua nha, lát nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Ở trong này có phần product này. Đây phần shop có phần product này, các bạn sẽ nhấp vào. Đó thì nó sẽ hiện ra các cái sản phẩm các bạn đăng lên. Đấy. Đó, các bạn đăng sản phẩm nào lên thì nó sẽ hiện ra đây. Còn cái này nó mặc định nó có rồi thôi, các bạn không chỉnh sửa nữa ha. Đó. Rồi, thì đó là cái cách để các bạn có thể tùy chỉnh một cái giao diện có sẵn. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể tự tùy chỉnh ha. Tức là không cần phải sử dụng cái mẫu có sẵn mà mình có thể tự tạo được. Thì bây giờ mình sẽ xóa những cái phần có sẵn ở đây, mình sẽ tạo mới ha.
Thì để mà tạo mới các bạn sẽ vào cho mình lại cái phần edit. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái phần trang chủ này, cái phần bấm răng ở đây này, nhấp vào rồi nhấn vào cái phần clear content, rồi thì nó sẽ xóa hết toàn bộ cái dữ liệu hồi nãy ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo lại cho bạn ha. Rồi đầu tiên này, đầu tiên các bạn sẽ thấy khi các bạn vào một cái giao diện, một cái trang á, thì nó sẽ mặc định có cái phần dấu cộng ở đây, các bạn sẽ nhấp vào dấu cộng. Thì ở trong này nó sẽ có các cái phần này, thì ở trong này nó sẽ có tất cả luôn, các bạn muốn tùy biến hay là các bạn muốn đưa ra sâu ra bên ngoài cái gì thì bên này nó có hết. Đầu tiên là cái phần Flashsum Studio. Flashsum Studio nó cũng tương tự như cái phần ở dưới này, đó là nó sẽ có các cái mẫu có sẵn ha. Đây các cái mẫu có sẵn này, ví dụ như cái phần đây, đầu tiên là cái phần layout này. Layout này nó sẽ hiện ra các cái mẫu mà các bạn vừa xem đó. Tiếp theo là cái phần e-commerce này, có nghĩa là những bạn nào mà bán hàng á, thì các bạn có thể vào cái mục này, nó sẽ có các cái mẫu có sẵn giống như ngoài kia. Rồi full page, full page nó cũng tương tự ha, là nó sẽ bao gồm các cái page có sẵn giống như cái website này của mình, thì mình cũng chủ yếu là mình sử dụng luôn các cái page có sẵn á. Đây sau đó mình chỉnh sửa lại thôi. Thì đó mình đây mình dùng cái mẫu này này, các bạn muốn sử dụng cái mẫu này thì bạn sẽ xem trước ha, review hay là xem trước. Đây thì mình cũng sử dụng cái mẫu này này, tương tự như bên này ha. Đây tương tự như cái mẫu này đó, các bạn có thể xem trước. Và trường hợp các bạn thích đó, các bạn thích cái mẫu đó thì các bạn sẽ nhấn vào import ở đây thì nó sẽ xuất ra, sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa giống hồi nãy. Tiếp theo phần about này có nghĩa là cái phần giới thiệu ha. Các bạn muốn giới thiệu về cái trang của mình thì các bạn có thể chọn cái phần about này, các bạn sẽ nhấn vào review rồi nhấn vào import ha. Giới thiệu trang có nghĩa là giới thiệu đây là cái trang web về cái gì đó, về lĩnh vực gì đó. Tiếp theo call to action có nghĩa là kêu gọi hành động á. Kêu gọi hành động ở đây có nghĩa là mua hàng hoặc là điền thông tin chẳng hạn. Rồi campaign, campaign thì nó cũng tương tự đó, có nghĩa là những cái chiến dịch, ví dụ như chiến dịch giảm giá hoặc là chiến dịch Black Friday này, holiday này đó. Rồi category box, rồi thì nó kiểu như là nó có các cái chuyên mục á, nó định dạng cho nó đẹp hơn á. Rồi contact có nghĩa là liên hệ đó. Footer, footer nghĩa là chân trang này, các bạn có thể lấy cái chân trang trong này luôn, khỏi phần tùy biến ngoài kia. Rồi grid, grid có nghĩa là nó sẽ bao gồm nhiều cái khung sắp xếp kiểu chéo chéo nhau như vậy á đó. Rồi hero banner có nghĩa là các cái banner á. Đây các bạn có thể lấy cái banner trong này. Rồi phần mega menu, mega menu có nghĩa là các cái menu khi mà khách hàng khi mà khách hàng nhấp vào cái menu này á, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng giống như một cái bảng, giống một cái bảng menu ở đây á, thì đó gọi là mega menu. Other là những cái phần khác đấy, các cái gói dịch vụ này đó. Rồi dịch vụ icon đây, rồi các bạn có thể tự tìm kiếm trong này ha. Cũng như là cái phần video testimonial có nghĩa là cái phần đánh giá khách hàng á. Khi bạn vào website thì thường thường các bạn thấy người ta hay để những cái đánh giá feedback của khách hàng ở dưới đó, thì kiểu như vậy. Rồi test nó nghĩa là những cái đoạn test đây. Thì các bạn thấy những cái phần nào hay các bạn có thể để vào website các bạn. Video này tức là các cái khung, các cái mẫu đó. Rồi thì ví dụ như các bạn muốn muốn lấy cái một cái mẫu nào đó đi thì các bạn cứ nhấp vào thôi nhé, nhấn vào import này rồi nhấn vào start này. Các bạn sẽ đợi cho nó load ha. Rồi thì nó sẽ import ra cái trang web này, nó sẽ import ra các cái trang.
Tuy nhiên thì các bạn cũng phải chỉnh sửa ha. Ở mỗi cái section này, ở mỗi cái phần phần tử thì nó sẽ có một cái dấu cộng. Ví dụ các bạn muốn để vào dấu cộng này, cái section một một cái phần nào đó thì các bạn cứ nhấp vào dấu cộng này, rồi các bạn tiếp tục vào cái phần này. Như đến cái mục về chúng tôi đi, các bạn có thể chọn vào bao rồi nhấn vào import thì nó sẽ ra cái mục đó. Đây, start. Đây thì nó sẽ hiện ra đây luôn. Đó thì các bạn chỉnh sửa theo ý thích các bạn. Đó là trường hợp các bạn sử dụng cái mẫu có sẵn nhé. Đó. Các bạn import nó ra rồi các bạn sẽ chỉnh sửa nó lại. Hoặc phần nào không thích các bạn xóa đi. Đây, phần này mình không để thì mình sẽ xóa đi. Đó, mình sẽ thêm các cái phần khác vào. Rồi thì đó là cái trường hợp mà các bạn sử dụng cái mẫu có sẵn trong Flash Sum Studio. Còn trường hợp mà ví dụ các bạn tự thiết kế thì các bạn sẽ xóa luôn cái phần giao diện này. Nhấn vào trang chủ rồi xóa đi ha. Clear content này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tự thiết kế ha. Tự thiết kế bằng những cái công cụ ở phía bên phải này, phía bên trái này. Đây, những cái công cụ ở cái phần bố cục này ha. Đây, đầu tiên là cái phần row này. Row này có nghĩa là các cái cột ha. Ví dụ các bạn sẽ nhấp vào row này thì nó sẽ hiện ra các cái cột ở đây. Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột gì đó. Ví dụ các bạn thích hai cột chọn hai cột. Đó, thích bốn cột chọn bốn cột. Đây, cái cột này chủ yếu là để mình chia cột, và trong các cột này thì bạn có thể thêm các cái phần khác vào, như thêm tiêu đề, thêm đoạn test hoặc là thêm các cái nút bấm thì tùy các bạn lựa chọn. Đó, các bạn cứ nhấp vào thì nó sẽ hiện ra các cái phần trên này các bạn lựa chọn. Tiếp theo đó là cái phần section. Section này thì nó cũng tương tự như vậy. Section này kiểu như là nó bao quát hơn á. Trong cái section này các bạn có thể để những cái row, những cái test, những cái đoạn văn bản, những cái hình ảnh. Đó thì các bạn sẽ chọn section. Slider có nghĩa là khi hình ảnh á, khi các bạn chọn slider thì các bạn sẽ thêm hình ảnh vào. Đây, chọn email hoặc là banner ha. Đây, các bạn muốn thêm banner thì thêm banner vào, chọn banner. Banner thì kiểu như là nó sẽ full hơn. Rồi nhấn vào apply. Rồi thêm banner vào. Đó, chọn banner này. Thêm banner vào. Rồi chỉnh sửa cho banner. Banner thì nó sẽ gồm cả hình ảnh và cả cái đoạn test, còn hình ảnh thì nó chỉ bao gồm hình ảnh thôi. Đó thì kiểu như vậy ha. Rồi, tiếp theo section rồi, slide rồi. Grid, grid có nghĩa là cái định dạng. Chọn định dạng như vậy này. Đây. Định dạng như vậy. Rồi khi mà các bạn chọn định dạng như vậy rồi thì bạn có thể thêm các cái, ví dụ ở đây các bạn muốn để cho nó một cái hình ảnh chẳng hạn thì bạn sẽ thêm hình ảnh vào. Đây, thêm cho nó một cái banner hoặc là hình ảnh vào. Đó. Rồi vào đây thêm hình thôi, rồi chỉnh sửa cho nó. Rồi cái này các bạn có thể thêm hình vào. Nhấp vào dấu cộng này. Để thêm email. Đó, thêm hình vào. Tiếp theo title. Title có nghĩa là cái tiêu đề ha. Các bạn muốn để tiêu đề gì thì bạn sẽ thêm vào. Đó, cái này ít khi người ta xài lắm. Tiếp theo cái phần widget area. Widget này có nghĩa là cái thân sidebar. Đây, thân sidebar này. Cái này người ta cũng ít dùng. Sidebar có nghĩa là các bạn sẽ thêm cái sidebar ở phía bên ngoài vào. Đây, giống như cái này là sidebar này. Sidebar này. Đây, cái mục này là sidebar này. Khi bạn chọn sidebar thì nó sẽ tự động thêm sidebar vào cái trang chủ của bạn á. Rồi tiếp theo. Button thì có nghĩa là cái nút nút bấm á. Khi mà các bạn bấm vào đây thì nó sẽ đi đâu? Giống như các cái nút bấm vào đây. Đây, ví dụ như đây cũng là nút bấm này. Đây, đăng ký ngay cũng là nút bấm ha. Đó. Thì bạn sẽ chọn định dạng cho cái nút bấm. Đây, ví dụ như khung tròn này. Hoặc là định dạng kiểu này. Đó. Thì tùy bạn lựa chọn. Rồi. Rồi các bạn có thể chọn màu, chọn phông chữ cho nó ha. Đây. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ha. Button này, rồi menu. Menu này là cái kiểu menu hình dọc á. Cái này thì người ta cũng ít khi dùng.
Tiếp theo, Navision kiểu như là cái lựa chọn, cái này mình không có xài nên cũng không có rõ. Tiếp theo là phần shop này. Trong cái phần shop này các bạn có thể nhấp vào để thêm sản phẩm các bạn vào. Đây, khi mà nhấp vào thì nó sẽ thêm sản phẩm các bạn vào này. Đây, ví dụ như mình sẽ làm lại nhé. Đây, mình sẽ làm lại cho bạn rõ hơn. Các bạn có thể thêm các mục khác bằng cái dấu cộng ở đây, hoặc các bạn có thể nhấp vào Add Element ở đây này. Ở đây là cái khung để tìm kiếm nhé. Ví dụ mình sẽ cho nó một cái đoạn test để mình có thể ghi là tiêu đề là sản phẩm ha. Sản phẩm. Sản phẩm. Và trong cái mục sản phẩm thời trang đây. Đây. Sau đó mình sẽ thêm vào đây, sau đó mình sẽ chọn cho nó là product. Khi mà các bạn thêm sản phẩm vào thì nó sẽ tự động hiện ra các sản phẩm có sẵn. Tuy nhiên trong cái phần sản phẩm này các bạn có thể tùy chỉnh nhé. Tức là các bạn chỉ muốn để những cái sản phẩm nào về cái phần thời trang thì nó hiện ra thôi. Thì các bạn sẽ nhấp chuột vào đây này, chọn option. Rồi trong này nó sẽ có các cái phần để các bạn có thể tùy chỉnh. Kiểu đây là cái kiểu định dạng ha. Bố cục là theo kiểu hàng ngang, tức là theo các cái dòng hay là slider. Slider có nghĩa là khi mà thêm nhiều sản phẩm thì nó sẽ hiện ra cái nút bấm vào đây, bấm đi qua. Rồi cái phần quan trọng đó là phần bài viết ở đây này. Các bạn lưu ý cho mình ha, thì ở đây nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Còn trường hợp mà các bạn muốn ở đây nó chỉ hiện ra các cái mục về sản phẩm về thời trang thôi thì bạn sẽ vào cái phần là custom post này. Một là các bạn sẽ chọn các bài viết cố định, các bài viết các bạn tùy chọn, hoặc hai là bạn sẽ chọn theo danh mục. Thì ở đây do là mình chỉ có một cái danh mục, đó là danh mục về sản phẩm thôi, cho nên là nó hiện ra danh mục sản phẩm ở đây. Còn cái trường hợp mà ở đây các bạn có nhiều danh mục sản phẩm, ví dụ như là thời trang, sắc đẹp, mỹ phẩm gì đó, thì ở đây nó sẽ có nhiều cái lựa chọn để bạn có thể chọn đó. Các bạn muốn sâu ra cái chuyên mục nào thì bạn có thể nhấn vào chuyên mục đó ha. Rồi tiếp theo tổng bài post, có nghĩa là các bạn muốn để tổng bài post hiện ra đây là bao nhiêu. Nếu các bạn để 8 thì nó chỉ hiện ra 8 bài thôi, 8 bài mới nhất ha. Đó, còn trường hợp các bạn muốn hiện ra 4 bài thì nó chỉ hiện ra 4 bài thôi. Còn cái column này có nghĩa là cột, các bạn muốn để mấy cột ở đây, nó đang chọn 4 cột này. 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột. Ví dụ bạn chọn 2 cột thì nó chỉ hiện ra 2 cột thôi. Đó, nó sẽ hiện ra to hơn. Đây. Đó là cái phần product, đây là sản phẩm. Tiếp theo là cái phần product list, có nghĩa là cũng là product thôi, nhưng mà nó sẽ có cái định dạng khác đi. Nó sẽ nằm theo kiểu danh sách. Đây, các bạn có thể chọn cho nó này. Và đây là do mình chỉ có một sản phẩm thôi nên là nó không có nhìn rõ. Khi bạn làm web thì các bạn có thể tùy chỉnh nó ha, các bạn có thể có nhiều lựa chọn. Rồi cái phần này nó cũng tương tự như vậy thôi. Rồi tiếp theo cái phần nội dung test, có nghĩa là các bạn có thể thêm một cái đoạn test vào giống hồi nãy mình hướng dẫn đó. Các bạn có thể chọn test này, rồi cho nó một cái đoạn. Ví dụ ở đây các bạn ghi là tin tức. Đó. Rồi cho nó chữ to hơn. Đấy, ví dụ như đây các bạn sẽ cho nó là chuyên mục tin tức chẳng hạn. Test có nghĩa là các bạn sẽ dùng để mà làm cái tiêu đề, hoặc các bạn có thể dùng để làm một cái đoạn văn bản ha. Thì tùy mục đích ha. Rồi tiếp theo. Banner thì hồi nãy mình có nói rồi ha. Banner là bao gồm cả hình ảnh và cả đoạn test, còn hình ảnh thì nó chỉ gồm hình ảnh thôi. Còn cái phần accord, khi mà khách hàng đây là cái tiêu đề, khi mà khách hàng nhấp vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái văn bản nào đó. Cái này thường thường người ta sẽ làm trong các cái câu hỏi á. Đây, ví dụ như mình sẽ vào website này đi. À,
kiểu kiểu như vậy này. Các bạn sẽ ghi cho nó một tiêu đề, sau đó khi mà có nhấp vào mũi tên này thì nó sẽ hiện ra một cái đoạn test ha. Ví dụ đây mình sẽ copy này nhé. Ví dụ mình sẽ ghi vay tiền. Thường thường cái này người ta sẽ làm các cái câu hỏi thường gặp ha. Và mình sẽ giải đáp các câu hỏi của khách hàng. Đó, ví dụ như vậy. Sau đó ở trong cái phần add element này, khi mà nhấp vào cái mũi tên này thì nó sẽ hiện ra cái phần add element. Các bạn sẽ thêm cho nó một cái đoạn test. Rồi, sau đó các bạn sẽ ghi vào đây, ví dụ như mình sẽ copy cái này đi. Đó, sau đó dán vào. Đó, thì khi mà khách hàng nhấp chuột vào thì nó sẽ hiện ra một cái đoạn văn bản ha, để mà giải thích ha. Đó, còn cái phần tin tức này các bạn có thể ghi cho nó là đây, giải đáp câu hỏi thường gặp chẳng hạn. Đó. Rồi dưới này các bạn sẽ làm tương tự nhé. Rồi blogspot. Blogspot này có nghĩa là các bạn sẽ để ra những cái tin tức ha. Đây nhấp vào đây. Ví dụ ở trong này nó chỉ có một bài viết là Hello World thôi thì nó sẽ hiện ra một bài ha. Và đây là các cái định dạng. Đây. Hoặc ở trong này nó cũng có này. Nó cũng tương tự như phần sản phẩm á, là các bạn có thể để 3 cột hoặc là 4 cột thì tùy các bạn ha. Đây, ví dụ các bạn sẽ viết cho nó một bài ha, viết bài mới này. Mình sẽ copy một cái bài viết để demo cho bạn ha. Rồi đặt cho nó một hình. Chọn cái này đi. Sau đó chọn cho nó chuyên mục, ví dụ chọn chuyên mục tin tức chẳng hạn. Rồi khi mà các bạn load lại này thì nó sẽ thêm một cái bài khác ở đây. Nó sẽ có một cái bài khác ở đây, tuy nhiên là các bạn định dạng lại cái mẫu của nó nhé. Cái mẫu này nhìn nó khó nhìn quá. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần blogspot, sau đó ở đây có bấm răng. Đây, chọn style này, ví dụ chọn style default là mặc định. Đó, thì nó sẽ dàn ra như vậy ha. Còn vertical label. Label thì nó sẽ có cái định dạng label ở trên giữa ha. Đây, default đi. Đó, các bạn thêm nhiều bài viết thì nó sẽ tràn ở đây. Hoặc trường hợp các bạn muốn chỉ lựa chọn những cái bài viết nào ở đây thôi á, hiện ra ở đây thôi, thì bạn sẽ vào cho mình cái phần là bài viết ở đây, sau đó chọn custom post này. Thì ở trong này nó có sẵn hai bài viết, một bài viết là tìm hiểu lãi suất hồi nãy mình vừa đăng, một bài viết có sẵn của Flashsome đó là của WordPress đó là Hello World. Thì các bạn có thể lựa chọn này, các bạn chỉ chọn cái bài viết này thôi thì bài kia nó mất đi, hoặc các bạn có thể chọn thêm nhiều bài viết khác nếu các bạn có ha. Đó, đó là cái phần custom post. Đó, vì mình sẽ tắt đi. Rồi tiếp theo. Countdown có nghĩa là cái phần mà người ta hay dùng để mà làm cái đồng hồ đếm ngược á. Những bạn nào mà làm về mảng bán hàng á thì các bạn sẽ hay sử dụng cái phần này. Còn mình hay làm tin tức thì mình ít khi dùng. Tiếp theo define có nghĩa là cái đường gạch á. Đây. Các bạn có thể đặt cái đường gạch ở đây. Rồi chọn nó ra trên giữa và chọn cái độ rộng của nó, như các bạn có thể kéo ra thì nó sẽ rộng hơn. Đây. Đây, cái đường mờ mờ đây này, các bạn có thể chọn màu sắc cho nó ha. Và chọn màu đỏ, màu xanh chẳng hạn. Rồi cao bao nhiêu? Đây.
cao 2 là vừa ha. Rồi, nhấn apply. Tiếp theo. Follow icon có nghĩa là các bạn sẽ kêu người ta follow Twitter hoặc là Instagram của bạn á, các bạn sẽ thêm các cái đường link vào đây. Cái máy tính của mình sắp hết dung lượng rồi cho nên là mình sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng. Sau đó thì mình sẽ dừng video lại nhé. Nếu mà không kịp thì mình sẽ làm video sau nhé. Tiếp theo form contact 7 này. Có nghĩa cái này là thường thường các bạn sẽ làm những cái form để mà các bạn thu thập thông tin khách hàng. Thì các bạn phải tạo cái form ở trong WordPress trước, sau đó các bạn mới liên kết vào đây ha. Tiếp theo là đoạn gap. Đây mình sẽ giới thiệu qua, do là sắp hết dung lượng rồi mình chỉ hướng dẫn sơ qua thôi nhé. Cái phần gap này có nghĩa là ví dụ các bạn thấy cái đoạn này nó dính nhau, nó gần nhau quá đúng không? Các bạn có thể thêm cho nó một đoạn gap. Các bạn có thể gõ nhé. Các bạn có thể tìm hoặc các bạn gõ thì nó cũng ra gap này. Sau đó các bạn có thể kéo cái đoạn khoảng cách này ra. Đó, nó sẽ cách xa hơn. Rồi, tiếp theo. Iconbot này. Iconbot này có nghĩa là các bạn sẽ để cho nó một cái hình ảnh ở trên này, sau đó dưới này có một đoạn text. Đây, đây gọi là iconbot này. Ở trên này là cái hình, dưới này là cái đoạn text. Rồi tiếp theo logo map có nghĩa là cái bản đồ ha, các bạn có thể thêm bản đồ của bạn vào. Tiếp theo search bot nó có nghĩa là một cái ô search tìm kiếm, các bạn có thể thêm vào. Rồi title giống như hồi nãy thôi, title các bạn có thể thêm cái tiêu đề vào á, các bạn sẽ đặt cho nó một cái tiêu đề. Rồi email bot nó cũng tương tự như cái này này. Nó cũng tương tự icon bot đó. Ở trên này là hình, ở dưới này là một đoạn test. Đây, testimonial có nghĩa là cái phần để người ta đánh giá có sao các bạn ạ. Đây. Các bạn có thể chọn hình ảnh. Đây các bạn có thể chọn hình người ha. Đó, sau đó các bạn sẽ ghi gì đây, ghi đánh giá gì đó, website mua hàng chính hãng, mua hàng ở đây rất là tốt hay gì đó. Rồi video này các bạn có thể thêm video vào, thêm video vào website các bạn. Đó, các bạn sẽ để link video vào đây nhé, copy đường link video để vào đây thì nó sẽ hiện ra đây. Rồi video button thì nó tương tự như vậy ha. Khi mà người ta nhấp vào cái button ở đây này, nhấp vào cái nút ở đây thì nó sẽ nhảy video, nó sẽ chạy video ha. Các bạn sẽ thêm video vào đây. Rồi thì đó là một số cái tính năng của cái giao diện Flatsome ha. À còn cái phần chân trang nữa. Thì cái phần chân trang này á, mình sẽ thoát ra ha. Đây cái phần chân trang ở dưới này nhé. Chân trang dưới này thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần tùy biến này. Mình sẽ hướng dẫn nhanh ha, tại vì sắp hết dung lượng rồi. Các bạn sẽ vào tùy biến, các bạn sẽ tắt cái phần chân trang ở đi. Đây, vào footer ha. Này, vào footer này, sau đó các bạn sẽ tắt footer 1 này. Tắt luôn cái footer 2 đi. Đó. Footer 2 tắt luôn. Khi bạn tắt thì dưới này nó sẽ không có gì hết. Đây nó chỉ có cái phần copyright này thôi, copyright này các bạn có thể chỉnh sửa luôn.
Các bạn có thể chỉnh sửa, ví dụ như chỉnh sửa thành website của bạn chẳng hạn, trangialin.com, ví dụ như vậy, rồi nhấn vào đăng. Rồi các bạn sẽ không chỉnh sửa footer ngoài này, mà các bạn sẽ vào trong cái phần các bạn vào cho mình cái phần WordPress ha, và quản trị. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần UX Blog. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần thêm trang mới ở đây này. Rồi các bạn sẽ ghi cho mình là chân trang. Rồi nhấn vào đăng. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình phần UX Builder nhé. Rồi ở trong này các bạn sẽ tạo cho mình một, nhấn vào dấu cộng, tạo cho mình một cái section. Sau đó trong cái section này các bạn muốn để trên trang các bạn bao nhiêu cột thì bạn có thể thêm vào, ví dụ ở đây 4 cột đi. Thì mình sẽ thêm, mình sẽ chọn là cái định dạng mặc định này, rồi nhấn vào apply. Rồi sau đó mình sẽ chọn 4 cột ha, chọn phần rào, rồi cho nó thành 4 cột. Rồi tiếp theo trong cái cột đầu tiên này các bạn muốn ghi gì thì các bạn có thêm vào. Ví dụ như mình sẽ copy này cho nó nhanh. Các bạn muốn nhấp vào đây để thêm cho nó một cái đoạn test ha. Nhấp vào đây sau đó chọn test, test ở dưới này, hoặc các bạn có thể gõ vào, gõ cái từ khóa vào test này. Sau đó các bạn sẽ apply, rồi dán cái đoạn test đó vào, hoặc các bạn tự gõ ha. Đây mình sẽ copy cho nó nhanh, rồi nhấn apply. Rồi tương tự như vậy các bạn có thể chỉnh sửa bên này ha. Chọn cho nó một cái đoạn test đây, rồi thêm chữ vào đây, copy. Và trong cái phần này các bạn có thể để link cho nó nhé. Ví dụ như nhấp vào kiếm tiền online thì nó sẽ link tới bài viết nào. Thì các bạn sẽ copy cái đường link bài viết, sau đó bôi đen cái chữ này này, bôi đen cái dòng này, rồi thêm vào liên kết này, nhấp vào cái biểu tượng thêm liên kết ở đây, rồi dán đường link vào. Đó, thì nó sẽ ra cái đường liên kết ha. Đó. Rồi sau đó nhấn OK, rồi Apply, Update. Rồi sau đó các bạn sẽ thoát ra lại. Thoát ra lại nhé. Các bạn thoát ra lại, các bạn sẽ vào cho mình cái phần UX Blog này, nhấp vào UX Blog nhé. Từ đây nó sẽ có phần chân trang. Đây là cái mục chân trang hồi nãy mình tạo. Rồi sau đó các bạn muốn để cái chân trang này ra cái phần chân trang ở ngoài này á, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần tùy biến. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần footer nhé. Rồi chọn cho mình đây, ở trong cái phần nền này các bạn sẽ chọn cho mình là chân trang vừa nãy mình vừa tạo đó, thì tăng lên rồi nhấn vào thoát ra này. Đó thì nó sẽ hiện ra dưới này cái phần chân trang. Ở đây các bạn muốn chỉnh sửa gì, các bạn muốn chỉnh sửa gì thì các bạn cứ nhấp vào đây, vào cái phần chân trang này, rồi chọn UX Builder. Rồi ví dụ ở đây các bạn muốn để màu nền cho nó nhé, ví dụ như muốn để màu nền này, thì nhấp vào cái phần section, nhấp vào cái phần section ở ngoài này, rồi nhấn vào cái bấm răng ở đây, hoặc nhấp vào trong này cũng được, chọn option, rồi chọn cho nó một cái hình. Ví dụ các bạn muốn để hình nền cho nó thì chọn hình, hoặc không thì bạn chọn màu sắc ha, chọn màu xanh chẳng hạn, đó thì nó sẽ ra màu xanh. Chọn màu đen thì nó sẽ ra màu đen. Đó, chọn màu đen thì trong này các bạn phải chỉnh lại cho nó màu trắng ha. Đó, rồi mình demo như vậy ha. Rồi ra lại loát lại này thì nó sẽ có màu như vậy ha. Rồi như vậy là hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn một số cái tính năng ở trong cái phần sửa trang rồi ha. Rồi còn trong các cái mục tin tức này, ví dụ các bạn hồi nãy các bạn đã đăng một bài viết lên đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bố cục cho cái phần tin tức này. Các bạn sẽ vào các cái mục mà các bạn muốn chỉnh sửa ha. Các bạn sẽ vào tin tức này, sau đó các bạn sẽ vào cái phần tùy biến ở đây ha. Rồi các bạn sẽ rê chuột vào ngoài này này, thì nó sẽ có cái phần đây block layout này, các bạn sẽ nhấp vào, sau đó các bạn sẽ chọn bố cục cho nó. Ví dụ đây là bố cục là right sidebar, có nghĩa là sidebar nằm bên này, hoặc các bạn có thể chọn left sidebar. Left sidebar có nghĩa là sidebar nằm bên này, còn no sidebar có nghĩa là không có sidebar. Thì thường thường mình sẽ chọn right sidebar ha. Tiếp theo cái phần là cái divider, có nghĩa là cái đường kẻ màu xong sáng ở đây này, các bạn muốn để thì các bạn stick vào, còn không thì thôi. Tiếp theo cái phần post layout này có nghĩa là cái định dạng của các cái bài viết ở đây, như các bạn sẽ chọn normal thì nó sẽ hiện ra như vậy, còn inline này
thì nó sẽ ra kiểu như vậy ha. Đây, còn two core có nghĩa là hai cột thì nó sẽ hiện ra như vậy, nó sẽ có thêm một cái bài viết ở đây thành hai cột. Còn three core là ba cột đó, nó sẽ có định dạng ba cột. Rồi list có nghĩa là theo dạng list, danh sách giống như website của mình đây, là theo dạng list đó. Rồi thì tùy bạn lựa chọn ha. Ở đây mình sẽ chọn three column đi, tức là ba cột, nó sẽ nằm ba cột. Rồi tiếp theo post title align có nghĩa là cái phần này nó sẽ nằm bên chính giữa hay là bên trái hay phải. Mình chọn left này đó, thì nó sẽ nằm bên trái ha, thì tùy bạn lựa chọn. Rồi sau khi nhấn xong rồi đăng, tiếp theo các bạn sẽ nhấn nút trở về, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần blog global. Và blog global này show day post có nghĩa là cái ngày tháng này các bạn muốn show, thì các bạn sẽ nhấp vào, còn không thôi tắt đi đó. Còn cái phần này có nghĩa là đây, có nghĩa là cái dòng này này, các bạn muốn cái phần chấm chấm này nó không có ngoặc vuông thì bạn sẽ xóa ngoặc vuông này đi, các bạn ghi chấm 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 thôi đó, thì nó chỉ hiện ra chấm chấm thôi. Rồi tiếp theo cái phần blog archive này, thì blog archive là cái phần này này, các bạn có thể tắt nó đi thì nó sẽ mất đi ha. Rồi cái định dạng của nó, blog layout hồi nãy mình có hướng dẫn rồi. Rồi nhấn vào đăng. Rồi tiếp theo blog single post. Blog single post có nghĩa là một cái bài post, định dạng cái bài post cụ thể á, để nhấp vào bài post này. Đây định dạng nó như vậy thì các bạn có thể chỉnh sửa lại ha. Left sidebar hoặc là no sidebar giống như hồi nãy. Đây. Left sidebar nghĩa là sidebar nằm bên này. Right sidebar, left sidebar nằm bên này. Rồi định dạng. Cái normal là kiểu như vậy ha. Còn kiểu top full có nghĩa là cái hình bìa, hình đại diện nó sẽ nằm ở trên này. Đó, inline là hình bìa nó sẽ nằm phía bên này. Kiểu như vậy. Rồi top full đi. Rồi tiếp theo ở dưới này là tùy chỉnh một số cái hiển thị, ví dụ header, meta này, set icon có nghĩa là cái này các bạn không thích thì bạn tắt đi đó, thì nó sẽ mất đi đó. Autobot có nghĩa là cái phần này, admin này, tắt nó đi luôn đó, thì tùy bạn lựa chọn ha. Rồi tiếp theo phần blog future bot này có nghĩa là cái phần hình đại diện á, các bạn muốn để hình đại diện như thế nào thì chọn cái này. Hồi nãy mình chọn bên kia rồi thì thôi. Rồi nhấn vào đăng lên. Rồi. Đó là phần tin tức. Sản phẩm thì cũng tương tự như vậy ha. Rồi tiếp theo là cái phần còn sidebar của tin tức này thì các bạn có thể nhấp vào cái phần tùy biến, chọn blog layout. Rồi chọn widget. Rồi sidebar này. Thì hiện tại sidebar của nó là đang có cái mục tìm kiếm này. Thì các bạn có thể tùy chỉnh cho nó nhé. Ví như nhấp vào đây thì nó sẽ có định dạng này, nó định dạng như vậy. Không có nút hoặc nút bên ngoài. Hoặc kiểu như vậy đi. Thì nó sẽ nằm như vậy ha. Recent post các bạn sẽ sửa thành bài viết mới nhất chẳng hạn. Có nghĩa là những bài viết nào mới đăng thì nó sẽ hiện ra đây. Rồi recent comment có nghĩa là cái comment mới nhất, các bạn không thích các bạn có thể xóa đi ha. Đây, nhấp vào đây rồi nhấp vào dấu ba chấm này, kéo xuống xóa block đó. Rồi cái này cũng xóa luôn, nhấp vào block này xóa này đó. Hoặc các bạn có thể thêm hình ảnh thì tùy các bạn ha. Ví dụ các bạn có hình ảnh này, các bạn cứ thêm vào hình này, rồi chọn xem tất cả này, rồi thêm hình này đó, rồi tải lên nhé, chọn đại hình này đi.
Rồi sau đó nhấn đăng lên thì bên này nó sẽ có hình ha. Sau này các bạn website các bạn có quảng cáo, có cái mã quảng cáo bạn có thể dán vào. Các bạn sẽ vào cái phần đây, các bạn sẽ vào mình cái phần HTML các bạn dán cái mã vào ha. Ở trên này đối với những bạn nào mà bán hàng thì các bạn nên để cái giỏ hàng ở đây ha. Thì để giỏ hàng vào các bạn sẽ vào cho mình cái phần tùy biến. Rồi thêm vào cái phần header này. Ở dưới này giỏ hàng đang nằm dưới này đúng không? Giỏ cart này. Các bạn có thể thêm nó vào. Đây. Đó. Thì giỏ hàng nó sẽ nằm ở đây. Khi mà khách hàng chọn mua thì nó sẽ nằm ở trên này. Rồi thì đó là một số cái tùy chỉnh cơ bản về cái giao diện Flashsome. Còn rất là nhiều cái tính năng khác nữa, nhưng mà trong video này thì mình sẽ không thể nào mà giới thiệu hết được. Thì nếu các bạn còn bất cứ cái câu hỏi nào về giao diện Flashsome, các bạn có thể comment bên dưới. Hoặc là mình sẽ ra video mới để hướng dẫn các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.